năm con vật này đột nhiên vào nhà, chứng tỏ bạn sắp giàu to, tiền vàng ngập két, cấm xua đuổi. Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Cổ học Kỳ Thư. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay dân gian đã truyền tai nhau rằng các loài vật chính là đại diện cho nguồn năng lượng linh thiêng trong vũ trụ, bởi các loài vật có khả năng cảm nhận rất rõ trường khí ở từng khu vực khác nhau. Theo đó, nơi nào là vùng đất may mắn thì thường xuất hiện những con vật tốt lành và ngược lại. Như dân gian thường nói, đất lành thì chim đậu. Theo chia sẻ của những chuyên gia phong thủy hàng đầu hiện nay, khi nhà của bạn được đón tiếp những vị khách không mời mà đến, là năm con vật dưới đây thì tuyệt đối đừng xua đuổi, bởi rất có thể đó là dấu hiệu của may mắn đang tới, thần tài chuẩn bị gõ cửa, tài lộc ùn ùn kéo đến, càng về cuối năm càng phất lên trông thấy. Vậy đó là năm con vật nào? Hãy cùng Cổ học Kỳ Thư tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Con vật thứ nhất, bướm, mang theo may mắn vào nhà. Bướm được biết đến là loài côn trùng đa dạng màu sắc, có từ đơn sắc tới rực rỡ. Chúng chủ yếu hoạt động ban ngày, sống gần bụi rậm, nơi có nhiều phấn hoa, mật hoa để giúp một số loài thực vật thụ phấn. Do đó, nhiều người xua đuổi bướm, không cho bướm bay vào nhà vì sợ nó vương bụi phấn vào quần áo, chăn, màn, vật dụng gia đình, gây ngứa, dị ứng cho con người. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian từ xa xưa, khi bạn thấy có bướm bay vào nhà thì đó chính là một vị thần tài ghé thăm nhà bạn, mang theo những điều vô cùng tốt lành cho gia đình chúng ta. Rất có thể trong thời gian sắp tới sẽ là những ngày vô cùng may mắn của bạn và cả gia đình. Bạn sẽ được quý nhân trợ giúp, đón nhận tin vui tài lộc, thần tài gõ cửa, vạn sự hanh thông. Nếu chú bướm bay vào nhà là một chú bướm màu sắc tươi sáng, thì đây là dấu hiệu tốt lành liên quan tới vấn đề tình cảm, nhân duyên. Bạn chuẩn bị đón hỷ tín vào nhà. Còn nếu là một chú bướm có màu xám hoặc đen, thì trong thời gian tới bạn sẽ nhận được quý nhân dẫn dắt giúp bạn thăng tiến trong công việc, tiền tài. Ngoài ra, nếu bạn thấy có một con bướm có màu đen, vẻ ngoài hung tợn làm nhiều người e ngại nó đem đến xui rủi, nên hay bị xua đuổi. Nhưng dân gian cho đó là điểm báo người thân đang về thăm nhà, hứa hẹn tin vui, điểm tốt lành sắp tới, hoặc có khách quý sắp ghé nhà, hoặc công việc đang làm sẽ khởi sắc mới. Nếu người đang làm kinh doanh hay buôn bán nhỏ thì công việc, tài lộc hanh thông, phát đạt. Vậy nên đừng quá lo lắng nếu thấy bướm đen bay vào nhà nhé. Con vật thứ hai, ong vào nhà làm tổ, dấu hiệu của tình yêu nở rộ. Bất chợt một ngày nào đó, bạn nghe được tiếng ong vo ve trong nhà và phát hiện ra chúng ta đang làm tổ ở trần nhà, hay một góc nào đó trong nhà. Có lẽ phản ứng của số đông sẽ là hoảng sợ và lo lắng, sợ bị chúng đốt, sợ bị chúng tấn công. Đương nhiên là chúng ta sẽ tìm cách loại bỏ chúng càng sớm càng tốt, phải không nào? Tuy nhiên, bạn đừng quá sợ hãi về sự xuất hiện của một tổ ong trong nhà nhé, bởi rất có thể chúng chính là quý nhân đến hỗ trợ cho mình đấy. Theo phong thủy, ong là loại động vật được cho rằng là mang yếu tố dương rất nhiều. Cho nên, khi trong nhà xuất hiện tổ ong, sẽ mang lại ý nghĩa gia đình được gia tăng dương khí, đồng thời cũng sẽ mang lại nhiều may mắn về mặt tài lộc, giúp gia đình thịnh vượng ăn nên làm ra, sung túc ấm no. Bên cạnh đó, thức ăn chính của ong là các loại phấn hoa, ong lại sản sinh ra mật có giá trị cao, nên phong thủy đánh giá loài vật này tượng trưng cho sự thanh khiết. Ong vào nhà làm tổ chính là điểm báo cho sự thăng hoa trong tình yêu. Những ai đã có gia đình thì vợ chồng hòa thuận, gia đình yên ấm. Với những người độc thân, sẽ sớm tìm được ý trung nhân của đời mình. Trong âm tiếng Hoa, ong, phong, đồng âm với từ phượng trong phượng hoàng, càng thể hiện sự may mắn, cát tường. Do đó, nếu thấy ong xuất hiện trong nhà và làm tổ thì đừng vội xua đuổi chúng nhé. Thần tài đang chuẩn bị đến và gõ cửa nhà bạn đấy. Con vật thứ ba, chó lạ vào nhà, sắp có hỷ sự. Chó là một loài vật quá quen thuộc với chúng ta. Trong tất cả các loài vật thì loài chó được xem là thông minh nhất và là người bạn trung thành của con người. Người xưa có câu, mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Câu nói này là sự đúc kết, chiêm nghiệm qua nhiều năm với nhiều sự việc diễn ra. Mặc dù không đúng hoàn toàn, nhưng đã có nhiều câu chuyện liên quan đến loài chó gắn liền với những điều may mắn, những sự thuận buồm xuôi gió khiến chúng ta tin rằng chó đến nhà là sang. Theo sách xưa sử cũ, vua triều Lý là Lý Công Uẩn sinh năm Giáp Tuất. Cũng năm đó ở quê, ông có con chó đẻ con sắc trắng có đốm lông vàng tạo thành hình chữ vương trên lưng, khiến người trong làng tin rằng đây là điểm báo năm này có người làng được sinh ra để làm vua. Và sau đó, Lý Công Uẩn đã lên ngôi, trị vì đất nước. Thêm một chuyện nữa là, lúc vua rời đô ra Thăng Long, có một con chó bụng chửa từ núi Ba Tiêu bơi qua sông Cái rồi lên ở trên núi Mùng, đẻ được một con chó con. Cho đến năm Nhâm Tuất thì cả mẹ con chó đều hóa đá, được nhân dân lập đền thờ. Sau này, vua cho lập chính điện đài bên điện ngôi đền thờ hai mẹ con chó. Kể ra những câu chuyện này để thấy được sự thịnh vượng của cả một triều đại mới. Ở đây là triều đại nhà Lý luôn gắn liền với sự xuất hiện của một chú chó đặc biệt. Quan niệm chó đến nhà thì sang, ngày nay vẫn được các chuyên gia phong thủy tin tưởng và truyền cho đời sau. Nếu bỗng dưng có một chú chó đến nhà bạn, thì quả là một điều may mắn, vì điềm báo sắp tới gia đình sẽ có quý nhân giúp đỡ. Những người trong nhà sẽ gặp nhiều thuận lợi, sẽ thăng tiến trong công việc, tiền bạc ùn ùn tràn vào túi. Đặc biệt, nếu trong ngày mùng 1 mà chó chạy vào nhà rồi không chịu đi, thì có nghĩa là chuyện tình duyên của chủ nhà sẽ gặp nhiều thuận lợi. Nếu là người độc thân thì sẽ gặp được người như ý. Nếu đã có người yêu thì sắp sửa kết hôn. Còn nếu đã lập gia đình thì sẽ sinh quý tử. Nếu đã có con lớn thì trong nhà sắp có hỷ sự. Nói chung là chuyện tình duyên, tình cảm của mọi người đều tốt đẹp. Vậy nên hãy vui mừng nếu có chó đến nhà bạn nhé. Con vật thứ tư, chim khách ghé thăm, khách quý đến chơi. Chim khách hay còn có tên gọi khác là chim báo hỷ. Chỉ nghe cái tên thôi là các bạn cũng đủ hình dung ra sự may mắn mà nó mang đến rồi đúng không nào? Chim khách vốn không thích tối tăm ẩm ướt, chỉ kêu khi trời lạnh ráo, thế nên còn được gọi là dương điểu, chim mặt trời. Chim khách là con vật mang nhiều năng lượng dương. Nó mang tới cho chủ nhà nhiều tài lộc, giúp bạn thăng quan tiến chức, làm ăn thuận lợi, tài lộc theo đó cũng dồi dào. Trong quan niệm phương Đông, chim khách là một loài chim quý. Nó báo hiệu tin vui hoặc trong nhà sắp có khách quý. Đây chính là một loài vật may mắn vì nó báo hiệu sự thịnh vượng và tài vận tốt đẹp. Chính vì vậy, nếu được chim khách ghé thăm nhà, bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho những điều tốt đẹp đang sắp đến. Con vật thứ 5, chim én bay vào nhà, phong thủy tốt lành. Chim én là một trong số ít loài chim hoang dã gần gũi với con người, xuất hiện trong vô số tác phẩm văn học dân gian, truyện cổ tích. Theo quan niệm của nhiều nơi, chim én bay vào nhà làm tổ là dấu hiệu tốt, báo hiệu gia chủ sắp có tin vui, tài vận hưng vượng, là điềm báo may mắn. Ở nhiều nơi, người ta coi chim én là biểu tượng của sự may mắn, bởi vì tập tính của loài chim én là chúng thường hay chọn những nơi chúng cảm thấy an toàn, tin cậy để làm tổ. Do đó, nếu chim én làm tổ trong nhà là một điềm báo tốt cho thấy nơi gia chủ đang sống có phong thủy đẹp, bình yên và tốt lành, rất có thể thần tài đang chuẩn bị gõ cửa, gia đạo yên ấm, vợ chồng hòa thuận, đời sống an vui. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu về 5 loài vật được xem là thần may mắn, là những vị khách quý bất chợt ghé thăm nhà. Đừng vội đuổi chúng đi, bởi đó chính là những con vật mang theo tin tốt lành, dự báo điều may sắp đến, thần tài gõ cửa, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà. Tuy nhiên, bên cạnh các con vật mang lại may mắn cho ngôi nhà của chúng ta thì cũng có những loài vật được cho là mang đến sự xui xẻo và điềm báo xấu, vận hạn đeo bám, đen đủi triền miên. Khi các loài vật này ghé thăm nhà, mặc dù chúng ta không cần quá sợ hãi, song cũng cần chủ động để lên kế hoạch đối diện với các tình huống xấu có thể xảy ra trong tương lai. Cổ học Kỳ Thư mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của video, xem đó là những loài vật nào quý vị nhé. Thứ nhất, mèo lạ đến nhà, đề phòng mâu thuẫn vợ chồng. Mèo là một trong những vật nuôi phổ biến nhất trong các gia đình hiện nay. Tuy nhiên, từ xa xưa ông bà ta đã có câu mèo đến nhà thì khó, để ám chỉ sự xui xẻo mà loài vật này mang đến, nếu tự nhiên thấy nó xuất hiện trong nhà mình. Nguyên nhân chính là do mèo thường hay bắt chuột và đem chuột chết về gia chủ. Mọi người luôn quan niệm rằng nếu nhìn thấy chết chóc trong nhà là điều không tốt lành. Chính vì điều này mà người ta cho rằng chúng đem những điều xấu cho gia đình, chẳng hạn như vợ chồng thường xuyên xung đột, cãi vã triền miên, tiền bạc hao hụt, làm gì cũng không được như ý. Ngoài ra, tiếng mèo kêu meo, meo gần nghĩa với từ nghèo nghèo, nên nhiều người không thích khi mèo tới nhà cũng là vì thế. Nếu chẳng may có mèo lạ vào nhà, bạn hãy chú ý đề phòng, cẩn trọng khi giao tiếp, tiếp xúc hoặc nói chuyện để giảm bớt rủi ro gặp phải. Ngoài ra, trong thời gian này, gia chủ nên dành nhiều thời gian quan tâm tới một nửa của mình, không nên gây tranh cãi kẻo dễ có người thứ ba chen vào. Thứ hai, chim lợn, dấu hiệu báo sắp có người mất. không giống như chim khách hay chim én. Chim lợn là loài vật bị ghét và thường bị con người xua đuổi nhiều nhất nếu như thấy chúng xuất hiện. Trong dân gian có truyền tai nhau câu chuyện về loài chim lợn như thế này. Mỗi khi nghe thấy chim lợn kêu hay chúng đậu trên mái nhà ai thì cũng có nghĩa là báo hiệu gia đình họ sắp có người mất. Họ giải thích cụ thể hơn rằng khi chim lợn kêu lên 7 tiếng thì tương ứng với vía của nam giới. Hay theo một cách khác, khi chim lợn đậu trên mái nhà của ai và kêu lên 7 tiếng thì trong thời gian tới, gia đình sẽ có tang từ một người nam. Khi chim lợn kêu 9 tiếng thì ứng với vái của người nữ. Cũng chính là khi chim lợn đậu trên mái nhà của ai, kêu lên 9 tiếng thì sắp tới, trong nhà đấy sẽ có người mất là nữ. Chính những quan niệm xa xưa này đã khiến cho loài chim lợn trở thành một hình tượng của sự chết chóc. Gần như không ai mong muốn nhìn thấy chim lợn vì họ cảm nhận thấy lo lắng hãi. Khi nhìn thấy chim lợn thì bằng giá nào họ cũng sẽ xua đuổi chúng đi. Chim lợn chuyên hoạt động về đêm, chúng kêu tiếng ếch, ếch, khiến nhiều người cảm nhận thấy giận người ớn lạnh, khiếp sợ, lo lắng, con nít nghe thấy thì giật mình và khóc thét. Chính vì thế, chim lợn là một loài chim không được lòng mọi người. Nếu bạn nghe thấy chim lợn kêu ở khu vực nhà mình, thì trong thời gian tới kể từ lúc nghe tiếng chim lợn kêu, bạn không nên đầu tư vào công việc làm ăn tránh gặp lừa đảo, mất mát, dễ trắng tay. Thứ ba, chuột, điềm báo hao tiền tốn của. Chuột vốn là loài vật bị ghét, bởi hễ chúng vào nhà làm xáo trộn cuộc sống của bạn, đồ ăn bị vương vãi, quần áo bị cắn hỏng khiến bạn bực bội. Đó là chưa kể chúng mang theo cả những điềm báo tâm linh đen đủi mà ai cũng cần lưu ý. Dân gian vẫn thường quan niệm chuột là loại bẩn thỉu, hôi hám nên khi chúng chạy vào nhà mang điểm không may mắn cho gia chủ, đen đủi triền miên, công việc khó thành. Chuột xuất hiện trong nhà vào ban trưa là điểm sẽ hao tài, làm bao nhiêu hết sạch bấy nhiêu. Lúc này, gia chủ nên đề phòng bị hao tốn tiền của trong nhà, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, lừa đảo. Đặc biệt nếu thấy chuột vào nhà và cắn quần áo, thì tốt nhất là bạn hãy bỏ những bộ quần áo đó đi, bởi vì chúng có thể làm mầm mống cho những điều xui rủi đang chờ bạn ở phía trước. Nếu mặc phải, bạn có khả năng sẽ gặp khá nhiều xui xẻo bao gồm mất tiền, mất việc, gia đình lục đục, bị kiện tụng, người yêu bỏ, vợ chồng ly hôn. Thứ tư, quạ, tổn thương tình cảm, tiền bạc hao tổn. Khi bạn thấy một chú quạ đen bay vào nhà, đây là một điểm xấu, trong thời gian tới có thể bạn sẽ gặp phải tổn thương tình cảm, tổn hao tiền bạc. Theo quan niệm của người xưa, quạ là biểu tượng của sự chết chóc, xui xẻo. Vì thế mà quạ cứ tới đâu là bị xua đuổi tới đó. Bên cạnh đó, khi quạ có bay vào nhà bạn, có nghĩa là bạn phải đề phòng về chuyện tình cảm, tiền bạc dễ bị hao hụt. Quý vị thân mến, có thể thấy mỗi sự vật, hiện tượng và loài vật xuất hiện trong cuộc đời này đều mang theo những ý nghĩa đặc biệt của chúng. Đôi khi, dù là cùng một loài vật, nhưng cách mà nó hiện diện có thể mang đến các dấu hiệu và báo hiệu khác nhau. Dựa trên truyền thống và kinh nghiệm của những người xưa, khi có những loài vật lạ xuất hiện trong nhà, đó có thể là dấu hiệu cho thấy trong tương lai gần, gia chủ sẽ được hưởng may mắn và những người thân quý sẽ mang theo tin vui, nhưng cũng có những loài lại mang theo xui rủi, vận hạn xấu. Chúng ta nên cẩn trọng và không nên xem nhẹ chúng để không bỏ lỡ cơ hội của sự thịnh vượng của mình quý vị nhé. Thời lượng của video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Quý vị có điều gì muốn chia sẻ cùng với Cổ học Kỳ Thư hay không? Hãy để lại ý kiến của quý vị bằng cách bình luận bên dưới video này của chúng tôi nhé. Đừng quên ấn like video và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới từ Cổ học Kỳ Thư nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh.